Thưa quý vị, trong không gian ngôi biệt thự cổ trên con phố Châu Long, một chiếu sẩm được trải ra đưa những vị khách vào cảm giác như được xuyên không trở về Hà Nội những năm 30 của thế kỷ trước để thưởng thức các làn điệu sẩm. Hãy cùng với góc nhìn trên này bước vào không gian này và trải nghiệm sự ấm cúng của một Hà Thành khác biệt quý vị nhé. Khác biệt với sự ồn ả của khu phố cổ Hà Nội, trong căn biệt thự cổ tại số 34 phố Châu Long, quận Hoàng Kiếm, là không gian ấm áp gần gũi. Vài miếng bánh chả, dăm viên ô mai, mấy chén trà xanh, tất cả các vị khách có mặt tại không gian ấy đều hòa mình vào từng lời kể chuyện, từng câu sẩm, nhịp trống của các nghệ sĩ. Không gian này do các bạn trẻ của Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam tạo dựng nhằm mang nghệ thuật sẩm truyền thống đến với công chúng hiện đại. Cách chúng mình biểu diễn, hát những bài hát thì hoàn toàn là theo cái lối hát của các cụ. Và chúng mình cũng học hỏi từ băng đĩa của các cụ nghệ nhân trước đây. Thế nhưng cái mới ở đây là gì? Cái mới ở đây chính là trong cái cách bọn mình tổ chức sắp xếp một chương trình để cho khán giả có thể có những cái trải nghiệm, những cái sự thu hút ngay từ khi bước vào trong cái không gian biểu diễn của chúng mình. Và mỗi một câu chuyện, mỗi một chương trình với một cái concept riêng, nó sẽ có những cái thông điệp riêng. Và ngoài cái việc là đến nghe hát, đến trải nghiệm, thì quý vị khán giả sẽ có thêm những cái gọi là thưởng thức một cách đa giác quan. Tai thì nghe, mắt thì nhìn, nhưng quý vị cũng có thể được cảm nhận những cái mùi hương được thiết kế riêng cho không gian này, hay là được nếm những cái món quà dân dã của người Việt ta, như là những chiếc bánh đậu xanh, những chiếc đậu lạc, hay là những hương vị của trà. Show diễn hôm nay là câu chuyện về cái Tết Bắc Kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Không đơn thuần là người hát, người nghe, các nghệ sĩ cũng chính là người kể câu chuyện về sẩm. Qua đó, khán giả được hiểu hơn về di sản văn hóa độc đáo này, hiểu bối cảnh ra đời của những câu hát sẩm, ý nghĩa của chúng trong xã hội xưa. Ấn tượng rất là nhiều cái về không gian. Thực ra trước đây thì mình biết là nó là một chiếc, hồi trước thì cái địa điểm này nó là một nhà hàng á. Thế sau này thì sáng nay khi đến đây thì bạn Nam ở ban tổ chức có giới thiệu về cái sơ qua về lịch sử tòa nhà, thì cũng khá là ấn tượng là cũng lịch sử lâu đời của tòa nhà. Và sau này khi mà biến nó thành một cái nơi giống như một nơi sinh hoạt văn hóa và rất nhiều sự kiện, mình thấy cũng là một cái rất là tốt và có thể duy trì á. Trong chương trình thì thực sự mà nói là mình cũng đã từng nghe sẩm đâu đó, nhưng mà để từ đầu đến cuối xuyên suốt thì cũng chưa từng ấy. Thì rất là hay, tức là nghe thì hiểu, khi mà mình hiểu và mình nghe thì thấy rất là hay. Kiểu không gian sẩm thì nó nhỏ và ấm cúng ấy, nên là mọi người giao lưu với nhau, mình thấy rất là vui. Là nghệ sĩ hát chính trong show diễn sẩm đặc biệt, chị Đinh Thảo đã mất hơn 8 năm nghiên cứu, học chuyên sâu về nghệ thuật này. Theo chị, cái hồn của nghệ thuật hát sẩm, nó nằm ở chính sự mộc mạc, giản dị và chân thành trong từng câu hát. Để mà nói là học hát sẩm có khó hay không thì nó cũng vừa có cái khó mà vừa có cái dễ. Cái dễ là những cái câu hát sẩm rất là mộc mạc, cái giai điệu thì nó đơn giản. Bản thân mình lại là người học về âm nhạc nữa, cho nên là khi mình đón nhận những cái giai điệu đấy thì nó rất là dễ cho mình có thể hát lại ngay lập tức. Thế nhưng mà để mà có thể hát hay, hiểu từng câu hát và hát đúng tinh thần thì nó lại rất là khó. Và khi mình học nó, càng học thì mình lại càng thấy là thấm thía hơn, nhưng mà chưa chắc là mình đã có thể biểu diễn được ra được những cái tinh thần đấy. Nó đòi hỏi cần có một cái sự từng trải, một cái sự trải nghiệm sâu sắc nữa. Cho nên mình coi cái việc là học nghệ thuật, học hát, nó cũng như là cách để mà mình khám phá chính cái thế giới nội tâm của mình. Và chúng mình tin rằng bản thân những câu hát đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại thì chứng tỏ nó vẫn còn sức sống. Và chúng mình chỉ là hát lên với một cái sự yêu quý và một cái tình cảm trân trọng hết sức có thể, thì là cái tinh thần đấy ngay lập tức đã được truyền tải rồi. Trong năm 2024, chị Thảo và cả ekip của Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình, dự án để quảng bá, lan tỏa nghệ thuật sẩm nói riêng và các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với công chúng trong và ngoài nước.